Có nhiều cách để khắc phục các vấn đề sức khỏe nêu trên. Một trong những cách đơn giản và an toàn là chăm sóc đôi bàn chân. Theo đông y, từ cổ chân trở xuống có trên 60 huyệt vị tác động đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Người Mỹ cũng đã nghiên cứu để chữa bệnh thông qua khu vực phản xạ trên bàn chân. Do quan trọng như vậy nên bàn chân được mệnh danh là trái tim thứ hai của cơ thể. Ở các vùng núi phía Bắc của Việt Nam, nhiều dân tộc thiểu số có những bài thuốc ngâm chân từ thảo dược dùng cho phụ nữ sau khi sinh có tác dụng rất tuyệt vời, giúp hồi phục sức khỏe nhanh và thải loại máu xấu. Ngâm chân thảo dược giúp tăng cường tuần hoàn, tăng kích thích lên các mút thần kinh, giúp thông kinh hoạt huyết, làm giãn nở động mạch, làm tăng quá trình trao đổi chất, đào thải các chất cặn bã, dư thừa, đuổi phong, hàn, thấp, giải tỏa sự tắc nghẽn, ứ trệ. Nếu quý vị không có điều kiện ngâm chân hoặc ngâm tắm thảo dược, quý vị có thể sử dụng phương pháp chăm sóc bàn chân hoặc cơ thể, chúng ta gọi tắt là phương pháp khô để phân biệt với phương pháp ngâm chân bằng dung dịch thảo dược, gọi là phương pháp ướt, thông qua việc sử dụng dầu massage chân hoặc massage cơ thể. Phương pháp này có tác dụng tương tự như phương pháp ngâm chân bằng thảo dược nhưng thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, với phương pháp này đòi hỏi sự kiên trì nhiều hơn. Ở đây, Tinh Hoa Xanh chỉ giới thiệu cách thức massage chân với dầu massage chuyên dụng. Có các loại dầu massage chân như xả chanh, gừng, quế. Đây là những loại dầu massage chân có độ nóng cao, mùi thơm dễ chịu. Dầu massage chân xả chanh còn có thêm một tác dụng nữa là sẽ giúp đuổi côn trùng, tránh bị côn trùng đốt. Lưu ý: 1. Nếu đang trong thời tiết lạnh, sau khi ngâm chân thảo dược hoặc massage chân với tinh dầu, bạn cần đi tất chân ngay. 2. Tránh bôi dầu massage lên mắt, mũi, miệng hoặc các vết thương hở. Nếu chẳng may chạm vào thì phải xối nước rửa thật nhiều. 3. Bạn có thể kết hợp bấm các huyệt hoặc xoa bóp các khu phản xạ trên bàn chân để tăng hiệu quả của hai phương pháp nêu trên đối với sức khỏe. Tinh Hoa Xanh đã giới thiệu với các bạn hai phương pháp chăm sóc sức khỏe từ đôi bàn chân. Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ với các số điện thoại 0466860489, 0943394756 hoặc truy cập vào trang web tinhhoasanh.vn.